Em xin chào tất cả mọi người yêu Lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2018. Hôm nay thì nhà em có hai loại, có ba loại mặt hàng, đó là cáo, đuôi công và bầu rượu. Ngoài ra thì chiều nay em có về thêm, chiều tối có về thêm một ít hàng, thì chiều tối em sẽ quay sau. Đầu tiên em giới thiệu cái mặt hàng thứ nhất là cáo, em bán theo hình đây. Bởi vì thứ nhất là nó thành khóm dề, thứ hai là nó thành cây mẹ con thì rất là bó rất là khó. Thế nên là cái này em sẽ bán theo hình. Hình số 1 là 100.000 ạ. Gồm có 4 ngọn. Cây hình này thân lá xếp V. Hình số 2 là 70.000 ạ. Thân một mẹ một con. Hình số 3 là 160.000. 160.000 gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 5 ngọn ạ. 5 ngọn. Đây mặt hoa đây ạ. Hình số 4 là 60.000 cây này. Gồm có 1 mẹ và 2 con. Đây ạ. Hình số 5 là 50.000 ạ. Một mẹ và hai con đây. Tuy nhiên là cái ngọn con này thì lá nó không được đẹp lắm. Hình 6 là 50.000 ạ. Cũng một mẹ một con. Đây, lá thẳng. Lá xếp. Hình 7 là 100.000. Cái này có 3 ngọn. 3 ngọn. Đấy là các hình cáo. Còn tiếp theo em xin giới thiệu đó là đuôi công. Đuôi công cái này bởi vì đã thành dề rồi thì em bán theo khóm theo dề cho mọi người dễ mua hơn. Hình số 8 là 400.000. Đây, lá đây ạ. Hình số 8 400.000 thì cái này, cái phần gốc này nó đây như mọi người thấy này, cái phía bên ngoài này nó sẽ còn liên quan đến hai cái thân ở đây. Đó, đây này. Thế nên là em không tỉa ra nữa. Với cả cái thứ hai nữa là bởi vì đặc điểm của các loài địa lan này là chúng ta trồng chúng ta không nên vùi sâu. Thế nên là những cái bộ rễ thì nếu mà nó dài như thế này là để giữ cho cái cây nó được chắc ấy, nó không bị lung lay khi mà có gió ấy, thì sẽ tốt hơn là cắt chặt cụt hết ạ. Tất nhiên là những cái rễ già này thì tới này chúng ta trồng lại thì nó sẽ không có tác dụng gì nữa, nó sẽ ra những cái rễ non mới. Nhưng mà để mà giữ cho cây chắc và khỏe thì em cũng không dám chặt nhiều đó. Hình số 8 là 400.000. Hình số 9 là 180.000 ạ. 180.000. Đây. Hình số 10 là 260 ạ. 260. Đây em cũng không đếm mầm nữa. Bởi vì đây như mọi người thấy là đến tầm này thì cái mầm của nó phát triển khá là cao rồi. Hình số 11 là 140.000. Cái hình này thì rất là nhiều mầm và nhiều thân. Đấy, cái này trồng một chậu tuyệt vời. Và cái này thì lá nó cây nhỏ hơn nên là lá nó cũng ngắn hơn so với các cái khóm còn lại. 140.000. Hình số 12 là 280. Đây, có cây lẹ này nó dính ở đây nhưng mà em cũng kệ nó luôn, không bỏ ra nữa. Đó. Về mọi người trồng thì có thể tách cái củ này ra riêng. Đây này. Hình số 13 là 280. 280. Đây, cái hình này có một cái đặc điểm đó là cái ngọn này nó bị tòe ra như thế này. Đây này. Đó, thì em cũng không biết nó có ảnh hưởng gì không.
về mọi người chăm sóc thì tới đây riêng cái ngọn này thì nó sẽ có kết quả sau. Thế còn lại thì vẫn còn ổn, không có vấn đề gì. Đấy, hình 13 là 208 ạ. Hình số 14. Hình số 14 là 450. 450 nó có những cái mầm nhỏ nhỏ ở dưới này. Đây. Đây này, đấy. Đó, thế nên là em cũng không dám tỉa nhiều, đây nó cũng thân nó cũng đến gốc rồi. Chỉ có một số củ già ở bên này thôi. Chỉ có hai cái củ già này cũng không đáng kể gì. Em có thể bẻ đi, mọi người yêu cầu thì em có thể bẻ đi cũng được. Bẻ đi cũng được mà để cũng được, không sao cả. Em nghĩ là để những cái củ già này thì nó cũng tốt cho cây thôi, cũng không ảnh hưởng gì lắm đâu. Nặng thì nó cũng chả nặng mấy. Nó không đến một lạng đâu ạ. Hình 14 là 450.000. Hình 15 là 200.000 ạ. Đây, hình 15 200.000. Dễ, em cũng đã tỉa gọn gàng như thế này rồi. Đó, cây rất là to, thân mập. Hình 15 200. Hình 16 là 150. Bạch ngọc đuôi công thì nó ra hoa vào dịp Tết nhé mọi người nhé. Hoa rủ màu trắng phớt hồng, rất là đẹp. Dịp Tết nguyên đán ấy, Tết âm lịch ấy. Hình 17 là 180.000. 180.000. Đó. Hình 18 là 380. 380.000 ạ. Đấy là các hình đuôi công. Thế còn ngoài ra thì em có một cái lô như thế này. Chỗ này là 1 cân 2. Em lấy giá là 350.000 thôi. Đó, em trừ hao cho mọi người cái rễ này, đây này. Đấy, trừ hao cho cái rễ này và với cả cái khóm này thì nó không được đẹp lắm. Đây, nó như thế này ạ. Đấy, thì em trừ hao cho mọi người 2 lạng, còn là 350.000 thôi. 1 cân, tính là 1 cân đấy ạ. Nó là các cây lẻ như thế này nhé, mọi người ơi, đây. Cây nhỏ nhỏ như thế này. Để chúng ta sưu tầm ấy. Đấy. Nó là những cây lẻ như thế này. Chỗ này là 350.000. Ngoài ra thì em còn có cáo, em bán theo bó, mỗi bó này là 150.000 ạ. Cái này thì tất cả đều là lá xếp, một số xếp V, một số xếp lưng. Đấy, ví dụ như một bó này thì em cũng cân lên để em bó thôi. Thế nên là một bó thì nếu như mọi người hỏi có bao nhiêu cây thì em cũng khó xác định lắm ạ. Bởi vì có cây to, cây nhỏ. Đây, ví dụ như bó này. Bó này có, xem nào, 1, 2, 3, 4, 5 cây. 5 thân. Thì đa số là thân to. Đấy, chỉ có một thân này là bé hơn một chút thôi. Thì nó cũng tầm tầm như thế này. Thì những cái bó khác, giả dụ như nó có thêm một cây nhỏ, hai cây nhỏ thì nó sẽ vào 7 cây. Hoặc là có những bó mà cây to hơn thì nó chỉ vào 4 cây thôi. Ví dụ thế. Đó, mỗi bó như thế này là 150.000 ạ. Hôm nay em cũng chỉ có bằng này. Có một số nữa thì em đã giao cho khách hết rồi ạ. Ngoài ra thì nhà em vẫn có cái bầu rượu bé xanh, bầu rượu xanh bé ạ. Cái loại này thì là 100.000 một cân. Đây, 100.000 một cân. Và cái bầu rượu xanh củ to thì là 130.000 một cân ạ. Đó. Và cái bầu rượu ngũ sắc hoa tím là 150.000 một cân.
Đấy, thì những cái củ bầu rượu này em quay rất là kỹ ở những cái clip trước rồi. Thế nên là bây giờ cái lô hàng nó cũng tương tự như nhau thôi. Nên em không quay kỹ nữa. Đấy là toàn bộ những cái mặt hàng của em trong ngày hôm nay. Thì mọi người ai muốn lấy hình nào hoặc là loại gì thì gọi điện cho em vào số 0914 996482 nhé. Em tên là Tuyết ở Cao Bằng ạ. Mọi người có thể gọi là Tuyết Kha. Và em xin phép dừng clip ở đây ạ. Chúc mọi người có một ngày làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ.